Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Trong video Canada, đất nước đáng sống nhất thế giới phần thứ nhất, Quang Lâm giới thiệu sơ về đất nước Canada. Thứ nhất, du lịch. Thứ hai, cảnh quan thiên nhiên Canada. Thứ ba, nền kinh tế phát triển. Thứ tư, nền văn hóa đa bản sắc. Trong video hôm nay, Quang Lâm tiếp tục các phần còn lại. Thứ năm, nền giáo dục tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới. Hệ thống giáo dục Canada bao gồm các trường công lập và tư thục, trải dài từ mẫu giáo cho đến đại học. Đây là một nền giáo dục hiện đại và được đánh giá là một trong những nền giáo dục tốt nhất trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn đào tạo được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Canada. Các trường tại Canada luôn được trang bị cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại và áp dụng những chương trình đào tạo cập nhật thường xuyên để có thể trang bị đầy đủ nhất kỹ năng và kiến thức cho học sinh, sinh viên. Với môi trường học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế và được áp dụng chất lượng kiểm định thật nghiêm ngặt, bằng cấp tại Canada được công nhận tại tất cả các nước phát triển. Sinh viên tốt nghiệp tại trường Canada có thể dễ dàng sống và làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thứ sáu, một xã hội tiên tiến với chế độ phúc lợi cực kỳ tốt. Canada là đất nước dân quyền, bình đẳng và hòa bình, nơi luôn được liệt vào một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Theo kết quả khảo sát hàng năm của Liên Hợp Quốc đánh giá về chất lượng cuộc sống 174 quốc gia, Canada là một trong ba nơi có điều kiện sống tốt nhất trên toàn thế giới. Nhiều thành phố lớn nơi đây với môi trường năng động, an ninh được bảo đảm, môi trường trong lành là điểm đến mơ ước để sinh sống và làm việc của thế hệ trẻ đương đại. Ngoài ra, đất nước Canada còn được đánh giá cao bởi hệ thống phúc lợi xã hội rất tốt nhằm bảo đảm cuộc sống cho người dân. Thứ bảy, bảo hiểm y tế. Chính phủ Canada đặt sức khỏe của người dân lên vị trí hàng đầu trong các chính sách của quốc gia. Người dân Canada luôn được hưởng lợi từ những chính sách về sức khỏe, chi phí dịch vụ khám và chữa bệnh mà các bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn đều được bảo hiểm y tế chi trả. Những người có thu nhập thấp hoặc thất nghiệp đều có thể ghi danh miễn tiền nộp bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng chế độ chung bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ này do chính phủ trực tiếp điều phối. Trong quá trình làm việc, người đi làm, chủ sử dụng lao động đều đóng góp và bảo hiểm theo một tỷ lệ nhất định. Khi thất nghiệp, người lao động được hưởng chế độ cứu tế thất nghiệp để bảo đảm cuộc sống trong quá trình tìm công việc mới. Thứ bảy, tiền lương hưu hay phúc lợi người già. Khi về hưu, căn cứ trên khoản tiền mà trước đây người lao động đã đóng góp, người già có thể nhận được khoản trợ cấp của chính phủ. Bất kỳ ai đến 65 tuổi hoặc về hưu trước độ tuổi quy định do tai nạn hay bất kỳ một lý do đặc biệt nào đều nhận được phúc lợi này. Thứ 8, phúc lợi nhi đồng. Chính phủ Canada có chính sách phúc lợi để hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con đến 18 tuổi. Bên cạnh đó thì còn hỗ trợ thêm cho gia đình có 2 hoặc 3 người con trở lên và cho nhi đồng từ 7 tuổi trở xuống. Ngoài ra, chính phủ Canada còn có nhiều phúc lợi khác cho người dân như trợ cấp mua nhà ở, hỗ trợ cho người mới đến định cư, vân vân. Sự chăm sóc người dân của chính phủ Canada rất chu đáo và chế độ phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện với mục tiêu nhằm đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho tất cả cư dân sinh sống trên đất nước Canada.
Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà, condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video Canada, đất nước đáng sống nhất thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.